Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa khai mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Trong 3 ngày từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 3, 36 thí sinh gồm chính trị viên phó, đội trưởng và đồng quần chúng các đồn biên phòng và đại đội, tiểu đoàn huấn luyện cơ động sẽ tham gia các phần thi gồm soạn bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử, thực hành bài giảng kết hợp xử lý tình huống và phần thi kiến thức. Hội thi nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ báo cáo viên trong giáo dục chính trị tại đơn vị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong tình hình mới. 54 tỷ đồng là tổng nguồn kinh phí tỉnh Lào Cai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch trong năm nay. Cụ thể, trong năm tỉnh sẽ triển khai 73 hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch. Trong đó có 19 hoạt động tuyên truyền quảng bá, 32 hoạt động xúc tiến trong nước, 4 hoạt động xúc tiến tại nước ngoài, 4 hoạt động liên quan đến đào tạo, tập huấn và các hoạt động khác liên quan đến kết nối mở rộng, phát triển thị trường xuất nhập khẩu và du lịch. Qua đó tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện để thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch phát triển. Đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 5 tỷ đô la Mỹ và đón từ 6 triệu lượt khách du lịch trở lên. Tổng thu từ du lịch đạt 20.500 tỷ đồng trong năm nay. Cùng với các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, trường Trung học phổ thông số 4 huyện Văn Bàn còn quan tâm chăm lo điều kiện ăn ở và sinh hoạt cho các em học sinh bán trú. Với nhiều giải pháp sáng tạo, các em học sinh đã có điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn. Tuy mới thành lập và còn khá khiêm tốn về cơ sở vật chất, vậy nhưng mô hình câu lạc bộ may vá do các thầy cô giáo của trường Trung học phổ thông số 4 huyện Văn Bàn lập nên đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Em rất vui khi được tham gia cái câu lạc bộ may vá của thầy cô. Ở đây mình biết thêm được nhiều văn hóa của các dân tộc khác. Với lại mình cũng dạy được cho mọi người về cái văn hóa của dân tộc Mông. Mô hình đó là khiến em yêu trường lớp hơn và cảm thấy là trường cũng như ngôi nhà thứ hai của mình. Em cố gắng học tập và chăm chỉ rèn luyện bản thân mình nhiều hơn để cố gắng trở thành học sinh ngoan, trò giỏi. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ, ban giám hiệu trường Trung học phổ thông số 4 Văn Bàn không chỉ quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học, mà những vấn đề tưởng chừng như rất nhỏ liên quan đến đời sống sinh hoạt của học sinh đều được đôn đốc thực hiện. Đơn cử như thay thế hệ thống bóng đèn dùng công tắc bật tắt bằng các bóng cảm biến chuyển động để tiết kiệm điện là đề xuất của thầy giáo Vi Văn Thương và các đồng nghiệp. Chúng tôi thấy ở trên mạng thì chúng tôi đề xuất với chi bộ nhà trường và được chi bộ nhà trường triển khai. Thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho học sinh vào sinh hoạt vào buổi tối. Cái thứ hai là tiết kiệm cái điện năng cho nhà trường. Chi bộ trường Trung học phổ thông số 4 Văn Bàn qua mỗi lần sinh hoạt đều phát huy tính dân chủ, phát huy tính gương mẫu của từng đảng viên, và qua đó thì các đảng viên đã đề xuất các ý tưởng liên quan đến việc xây dựng bán trú, ví dụ như là hướng dẫn các em về nuôi cá, hai nữa là trồng rau để các em sinh hoạt thêm, cũng như cái việc ứng dụng vào cái việc học tập của các bộ môn. Phát huy dân chủ, gắn trách nhiệm của đảng viên, giáo viên với từng nhiệm vụ trong xây dựng trường học bán trú an toàn, văn minh, mang bản sắc dân tộc. Cách mà trường Trung học phổ thông số 4 Văn Bàn triển khai là giải pháp giúp học sinh gắn lý thuyết với thực hành, rèn kỹ năng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên ra mắt mô hình an toàn đường sông phòng chống đuối nước tại thôn Đầm Rụng. Thông qua tổ tự quản với 8 thành viên, có quy chế hoạt động cụ thể rõ ràng, mô hình an toàn đường sông phòng chống đuối nước ra đời nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và du khách về an toàn giao thông đường thủy khi tham gia giao thông trên các tuyến đò, hồ đập thủy điện. Mô hình còn giúp các cơ quan công an, chính quyền địa phương chủ động nắm tình hình, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác trên đường thủy. Có đến trên 75% công trình nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn huyện Simacai hoạt động không hiệu quả. Cụ thể, huyện Simacai có tổng số 82 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn. Trong đó, theo đánh giá, chỉ có 2 công trình hoạt động bền vững, 15 công trình tương đối bền vững.
số còn lại là các công trình hoạt động kém bền vững và không hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới thực trạng này là do nguồn thu tiền sử dụng nước không đảm bảo kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Còn có đến 79% số công trình không thu được tiền sử dụng nước. Một số công trình khi mới hư hỏng nhỏ không có kinh phí khắc phục kịp thời, dẫn tới tình trạng hư hỏng lớn, xuống cấp do rỉ nguồn nước. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 4D kết nối hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương. Việc nâng cấp cải tạo tuyến giao thông huyết mạch này đang được Ban Quản lý ODA tỉnh gấp rút triển khai, phấn đấu đến hết tháng 6 năm nay sẽ hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc đề ra. Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4D đi Sapa nằm trong dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mekong GMS lần thứ 2, thuộc nhóm B công trình giao thông cấp 4. Đây là dự án sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và nguồn vốn đối ứng của tỉnh với tổng kinh phí 895 tỷ đồng. Được khởi công từ tháng 12 năm 2022, việc nâng cấp, cải tạo tuyến đường nhằm mục tiêu xây dựng tuyến đường quy mô 4 làn xe đi chung với quốc lộ 4D hiện tại. Điểm đầu tại km 110+05, điểm cuối tại km 111+190 quốc lộ 4D. Cho đến nay, các nhà thầu thi công đã cơ bản hoàn thiện cầu Sapa và đang tập trung xây kè để nắn chỉnh lòng suối Đum. Chủ đầu tư dự án đã quán triệt các nhà thầu phát huy năng lực và kinh nghiệm, huy động đầy đủ nhân công và thiết bị, thi công tăng ca tăng kíp, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Đơn vị thi công cầu Sapa 1 thì đang thi công cái bản mặt cầu và thi công các hạng mục lan can, khe có giãn và hoàn thiện cầu và đường hai đầu cầu. Ban quản lý dự án ODA tỉnh, các đơn vị tư vấn giám sát còn bố trí cán bộ thường xuyên có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, xử lý những tồn tại vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng, tích cực hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu ngay khi có khối lượng công việc hoàn thành. Cùng với đó thì chúng tôi phối hợp với đơn vị thi công là đề ra các biện pháp bao gồm nhất là biện pháp về đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn lao động trên công trường. Thứ hai đó là xây dựng kế hoạch chi tiết để có thể đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình. Việc cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4D đi Sapa sẽ góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, giảm thiểu ách tắc, gia tăng lưu lượng phương tiện đến với khu du lịch quốc gia Sapa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay 28 tháng 3, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Hiện ở phía Bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam. Sáng nay, bộ phận không khí lạnh này tăng cường yếu xuống miền Bắc. Về đêm, thời tiết xấu gây mưa trên diện rộng. Nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm xuống, trời rét nhẹ, vùng cao trời rét, các vùng núi cao rét đậm bao phủ hoàn toàn. Tâm điểm mưa nhiều khả năng rơi vào huyện Bát Sát, Bảo Thắng, Văn Bàn và thị xã Sapa. Vì vậy, người dân trong toàn tỉnh, nhất là các địa phương được cảnh báo cần đề phòng mưa đá, gió giật mạnh và sét đánh khi trời có mưa dông. Cảnh giác với mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét bất ngờ trên các khe lạch nhỏ, trượt lở đất đá ở các sườn núi dốc. Vùng thấp, vùng trũng phòng ngừa ngập úng. Tiếp theo là tin trong nước. Theo kết quả khảo sát của Bộ Nội vụ về số lượng, chất lượng công chức viên chức được tuyển dụng, thu hút theo chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong tổng số 3.128 người được tuyển dụng theo chính sách này tại 24 bộ ngành địa phương, hiện có 2.903 người vẫn đang công tác, chiếm gần 93%, trong đó hơn 90% giữ chức vụ là chuyên viên và tương đương. Đà Nẵng là nơi thu hút nhiều nhất, với 1.269 người. Bộ Nội vụ cũng đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo, đề án chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều nội dung quan trọng. Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp. Theo đó, Bộ đề xuất bỏ quy định người dân muốn mua nhà ở xã hội phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ một năm trở lên tại địa phương nơi có công trình. Bộ Xây dựng cho rằng quy định về điều kiện cư trú như luật hiện hành đã không còn phù hợp trong tình hình mới, phát sinh thủ tục không cần thiết. Quy định về ba điều kiện nhà ở, cư trú, thu nhập dẫn đến bất cập là người thu nhập thấp muốn thuê nhà xã hội, không mua bán, chuyển quyền sở hữu cũng phải thực hiện đầy đủ thủ tục giấy tờ chứng minh. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp,
ưu tiên xem xét hồ sơ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc khởi công vào ngày 27 tháng 12 năm 2021, đi qua địa phận 3 tỉnh, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái, có tổng diện tích đề nghị chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là trên 106 ha, thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, đã có 8 trên 11 gói thầu của dự án được triển khai thi công. Hiện tiến độ đang bị ảnh hưởng rất lớn vì không có mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 2 tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và chính quyền các địa phương trong quá trình thực hiện để đáp ứng tiến độ. Theo Expedia, Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng tìm kiếm lớn nhất vào mùa hè năm nay. Một số địa phương có tỷ lệ tìm kiếm và đặt phòng cao như Đà Nẵng 439%, Hà Nội 298% và Thành phố Hồ Chí Minh 219%. Giới thiệu về Việt Nam, Expedia viết: Việt Nam được biết đến là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nhiều kiến trúc thú vị và nền văn hóa hàng thế kỷ. Ngoài ra, Việt Nam có đường bờ biển dài với những bãi biển xanh, cát trắng, cảnh sắc hữu tình. Du khách sẽ có nhiều khám phá và trải nghiệm tuyệt vời khi du lịch Việt Nam. Cùng với Việt Nam, 4 quốc gia khác trong danh sách được tìm kiếm nhiều nhất trong mùa hè này là Nhật Bản, New Zealand, Italy và Pháp. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được đánh giá đạt mức 2, mức khá trong thang đánh giá. Chỉ số hạnh phúc được đánh giá dựa trên 3 nhóm tiêu chí chính, gồm sự hài lòng về cuộc sống, tuổi thọ trung bình của người dân và sự hài lòng về môi trường sống. Theo số liệu điều tra xã hội học, năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,05%, vượt hơn 1% so với kế hoạch. Giảm nghèo nhanh, bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Chỉ số hạnh phúc của nhân dân đạt 62,57%, vượt 1,37% so với mục tiêu kế hoạch. Tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2023, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 63,3%. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ giữa Singapore và Trung Quốc. Văn phòng Chính phủ Singapore thông báo trong chuyến thăm từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ đến các địa điểm gồm thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, thành phố Bắc Ngao thuộc tỉnh Hải Nam và thủ đô Bắc Kinh. Tại Hải Nam, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ tham dự phiên khai mạc và có bài phát biểu tại Hội nghị Thường niên Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao. Tại Hải Nam và Quảng Đông, Thủ tướng Singapore sẽ có cuộc gặp lãnh đạo các tỉnh này. Tại Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ có các cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hỗ Ninh cùng một số quan chức cấp cao khác của Trung Quốc. Liên quan đến tiến trình điều tra vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc hồi tháng 9 năm ngoái, Điện Kremlin hôm nay tuyên bố Nga sẽ quyết tâm tìm ra thủ phạm đứng sau vụ việc này. Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố với những thông tin thu thập được, hiện Nga có đủ căn cứ để khẳng định vụ phá hoại các đường ống dòng chảy phương Bắc đã được thực hiện ở các nhà nước. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhấn mạnh các nước phương Tây hiện đang tìm mọi cách để che lấp vụ việc, song Moscow sẽ làm tất cả để minh bạch hóa các vụ phá hoại này. Trước đó, Tổng thống Nga tuyên bố ông tin rằng Mỹ đứng sau các vụ phá hoại trên, song Washington đã bác bỏ cáo buộc của nhà lãnh đạo Nga. Giới chức y tế Tanzania vừa tuyên bố đã kiểm soát được dịch Marburg, một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cùng tên gây ra, bùng phát tại khu vực Tây Bắc nước này hồi tuần trước. Dịch bệnh đã khiến 5 người tử vong và 3 người phải nhập viện điều trị. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Y tế Tanzania đã trấn an người dân ở khu vực có dịch cũng như người dân cả nước không nên hoảng sợ và khẳng định dịch Marburg đã được kiểm soát. Bộ trưởng Y tế Tanzania cũng cho biết, Bộ Y tế nước này đã phối hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới WHO thực hiện ngay các biện pháp ứng phó. Lực lượng chức năng đã truy vết và cách ly 205 người có tiếp xúc gần với nguồn bệnh. Thủ đô Washington DC, Mỹ đang bước vào một trong những thời điểm thu hút du khách nhiều nhất trong năm nhờ một đại sứ mùa xuân tuyệt đẹp, đó là hình ảnh những cây hoa anh đào rực rỡ khoe sắc. Cuối tuần qua, dọc hồ Tidal Basin đã kín đặc du khách và người dân địa phương đổ về để ngắm những cây anh đào nổi tiếng của thành phố. Theo cơ quan công viên quốc gia Mỹ, khi 70% số cây anh đào quanh hồ nở rộ cũng là lúc đánh dấu thời điểm diễn ra lễ hội hoa anh đào thường niên tại Washington. Hàng năm, lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động, bao gồm diễu hành, bắn pháo hoa, biểu diễn âm nhạc cũng như các hình thức nghệ thuật khác. Vào những ngày này, mọi người lại tụ tập để thưởng hoa bên hồ,
cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa khung cảnh ngập sắc hoa hồng và trắng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 9:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.